Trận này đặc biệt là có cái bài thứ ba này nè. Đây là bài mấy bí thợ mini rap này. Trận này thì lâu lâu bên mình mới có nha. Mà trận này ra to màu đẹp thôi. Thì trong rổ lại có 6 bí lần nha. Trong rổ có 6 bí lần. Bí này là bí này nhỏ nhất này. Bí này là full black AC như là cái anh này mini rap trên một tháng kia luôn. Quấn người cực kỳ luôn. Ẩm này coi nè. Giơ tay ra luôn, không động gì mà cũng nằm yên luôn nè. Ngủ luôn này thấy không? Mắt này coi mắt này, ngủ luôn này. Trời ơi, đúng là mẹ cái đứa chị nhỏ thiệt luôn. Nên mình không làm gì luôn á. Mình không hề làm gì luôn, mình đang ngủ đến tay mình luôn này. Hồi nãy mình nói rồi á. Cái dòng mini rap này là mình bây giờ mình review cái rổ mini rap, mình sẽ nói mini rap kỹ hơn này. Dòng mini rap mình hay gọi á, tên tiếng Việt của mình là dòng thỏ Long Nhung á. Tại vì dòng này nó giống y xuyên, nếu các bạn này nuôi chó Phú Quốc rồi, nó giống y xuyên như chó Phú Quốc vậy á. Lông nó rất là sát luôn. Nó nên là cái dòng này nó rất là phù hợp để mình nuôi trong nhà á, nuôi trong mấy cái căn hộ chung cư rồi á, thì nó rất là ok luôn. Tại vì nó rất ít rụng lông nha, rồng sát ít rụng lông, và cái chất lông của nó không có, kiểu như là nó không có quét nhị để mà khi mình nó rụng là nó bay trong không khí nha. Tức là khi nó rụng thì nó sẽ rớt xuống ở dưới đáy lông luôn, nó dọn vệ sinh hết luôn, chứ không có phải là nó bay ở trong không rồi như là tụi thỏ sư tử nha. Tụi thỏ sư tử hoặc là tụi mèo á, cái chất lông của nó nhẹ nên là coi như là nó có thể nó bay trong không khí, nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì đâu. Tụi thỏ tụi anti lông sạch sẽ, không có ký sinh trùng gì hết nha. Ngoài cái lông nha, thì coi như máy bé này là coi như cái size, tại vì cái tên á nó nói lên EC luôn, mini red nha. Mini red tức là coi như máy bé này là nó dòng nó nhỏ thôi, mini thôi, size của nó tầm khoảng ký 2,5 kg thôi, ký 2,5 kg, nhưng mà cái thịt của nó là rất là xanh luôn nha. EC như tụi chó Phú Quốc hoặc là tụi bò tót gì á, rất là xanh luôn. Khi mà bạn nuôi mà máy bé nó càng lớn, bạn thấy cái thịt của nó rất là xanh luôn. Thành ra là nhìn ký 2,5 kg chứ mà nó nhỏ ngang như con thỏ Hà Lan thôi, cho nó không có lớn. Rất là xanh luôn. Và tụi này á, thông thường á, đặc điểm chung của dòng mini rat là cái tính nó rất là mạnh và rất là thông minh nha. Mình có nuôi mấy cái bé lớn rồi đó, là coi như nó kiểu như là nó không có chịu chủ thì là coi như nó không chịu luôn, nhưng mà coi như nó chịu chủ là nó rất là nghe lời luôn, chạy béo rất là dễ luôn. Khi sinh trong này cháu sinh quá luôn. Và cây lông của nó thì coi như mình ẩm lên rất là đẻ luôn, nó như lòng nhung, như là miếng nhung này. Đặc biệt là có cái bé màu xanh bạc này, nhìn thấy là đẹp luôn nè. Đây nè, cái lông của bé này nó rất là ngắn luôn nè, lông nhung này rất là ngắn luôn. Cái mặt này, mặt thấy nó có cái gọi là nó rất là sáng luôn. Mini red ha. Bé hạt dẻ này, bé này hạt dẻ này. Nhìn giống kangaroo không? Cái khi mà mình ẩm lên như thế này là trong tất cả các dòng thỏ luôn, là cái dòng thỏ mini red này là mình thấy giống con kangaroo nhất luôn. Cái mặt của nó các bạn để ý coi, y như kangaroo luôn. Phần lông dưới bụng là thường màu trắng, cái này là dễ thương. Thường là cái phần lông ở dưới bụng của tụi nó là màu trắng nha, kể con đen, mấy đứa màu đen, trừ mấy cái đứa mà full black thôi, còn lại là phần lông ở dưới bụng rất là trắng luôn. Nhìn cái mặt nó là y xì như con kangaroo luôn này. Tại mấy đứa này mình chăm, thành ra là nó chịu mình rồi, nên là mình ẩm lên nên hợp tác cực kỳ luôn. Và nhìn này, khá là sạch sẽ luôn. Mấy đứa rất là người rất sạch sẽ, nó mới đến đi mình nuôi hoặc là nuôi dừa nhà được luôn á. Rồi ok này, đốm rất ok luôn. Nhìn màu đốm là một trong những cái màu đẹp trưng của tụi mini rat luôn nha. Đốm trên lưng là cái đốm nó rất là sắc nha, đốm còn mini lót nó rất là sắc luôn, nó giống như xuyên như tụi hunter campbell vậy á. Rất là nhìn cái đốm nó rất là sắc luôn, cho nó không có phải là nó mờ đây. Ok 6 biến nha. Máy biến này thì mới gần khoảng 2-20 ngày thôi, thành ra là coi như máy biến này thì chưa gửi đâu, chưa bán đâu. Mình chỉ nhận, nếu các bạn nào muốn thì mình đặt cọc giữ hàng cho mấy bạn thôi. Còn hai cái rổ trước, rổ thỏ mini lót với thỏ Hà Lan thì bây giờ mình chuẩn bị mình lên cờ mình bán rồi. Còn máy biến thì mới khoảng 20 ngày thôi, nên là tầm khoảng cỡ 10 ngày nữa thì coi như là mới trao về nhà mới được. Cái rổ mini red thì cực kỳ cưng luôn, việc là cái anh xem bạc, anh xem bạc đấy. Nhìn cái mặt nó rất là thông minh luôn, đúng cái kiểu của dân này. Rồi ok, mình kết thúc video ở đây nha.